Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Dọn kho cuối năm, Toyota Vios 2018 tặng thêm option đã bị cắt bỏ cho khách hàng. Chương trình khuyến mại này được áp dụng cho khách hàng mua xe Toyota Vios trong 2 tháng cuối năm. Sau khi ra mắt thế hệ mới của Toyota Vios, đây là lần đầu tiên Toyota Việt Nam áp dụng chương trình ưu đãi với mẫu xe này. Quà tặng kèm khi mua Toyota Vios bao gồm bảo hiểm thân vỏ, đầu DVD và camera lùi. Khuyến mại áp dụng từ ngày 1 tháng 11 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018. Cụ thể, khách mua xe Vios bản 1.5G được tặng thêm 2 năm bảo hiểm thân vỏ Toyota. Đối với hai bản 1.5E gồm cả MT và CVT, người mua sẽ được sự lựa chọn giữa 2 năm bảo hiểm thân vỏ với 1 năm bảo hiểm thân vỏ cộng thêm gói phụ kiện, đầu DVD và camera lùi. Khuyến mại này chỉ dành cho khách hàng thanh toán 100% tiền mua xe ngay, tức là không áp dụng vào trường hợp mua xe trả góp. Giá xe Toyota Vios 3 phiên bản hiện từ 531 triệu cho đến 606 triệu đồng. Hiện tại không có ưu đãi tiền mặt tại các đại lý. Toyota Vios thế hệ mới lần đầu ra mắt vào tháng 8 vừa qua. Trong 2 tháng liên tiếp, mẫu xe này luôn ở vị trí dẫn đầu bảng xe bán chạy tại Việt Nam. Trong tháng 9, phiên bản G cao cấp nhất có sức bán tốt nhất, doanh số riêng của bản G bằng tổng số của hai bản còn lại cộng lại. Ở thế hệ mới, những nâng cấp đáng chú ý trên Toyota Vios gồm có hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 7 túi khí. Thiết kế cũng được thay đổi trông điệu đà hơn. Hệ thống giải trí đã thay đầu CD bằng màn hình cảm ứng 7 inch với đầu DVD trên bản G. Sau khuyến mãi, cả Vios E cũng sẽ có màn hình tương tự. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ, hạnh phúc và thành công.